Hello, em chào tất cả các bác. Em giới thiệu hai chiếc đồng hồ để bàn. Tất cả đều là thương hiệu Citizen Made in Japan. Chiếc này nó có chuông báo thức luôn nha các bác. Để em test thử này. Là mặt kính là nhôm không à. Chuông báo thức to lắm. Nhôm nặng lắm. Phía sau có nút điều chỉnh volume lớn nhỏ và cái nút on off, khi nào mình không thích mình sẽ tắt. Chiếc này thì em bán với giá là 800k, còn chiếc này thì giá 1 triệu nha các bác. Mặt kính số giờ La Mã, mặt bên trong là màu nâu, có xe lát. Chiếc này sử dụng một bên chung. Em đo kích thước thử chiếc này. Chiều cao của chiếc này là 26 cm nha các bác. Còn chiều ngang nó là 18. Còn chiếc này, chiều cao của chiếc này là 18 cm. Chiều ngang thì 11 cm nha. Rồi bác nào yêu thích hai chiếc này thì cứ alo trực tiếp em nha. Và đây cũng là số Zalo của em, các bác kết bạn Zalo giúp em nhé. Hãy cần hình ảnh video em gửi tin nhé. Em chào các bác.